Rồi mình xin chào các bạn nhé. Cá này là con cá chim nặng tới 2 kg mấy lần? Gần 3 kg. Gần 3 kg đúng không? Thấy rất là bự. Bự. Bự lắm. Nhặt cái bề lưng lên đây. Cho nó đứng lên. Nhìn ta bán nhiều ký? 50 ngàn. Có 50 ngàn ký, con cá này gần 150. 140. Cá này lúc trước ta nuôi nhiều, sau này ta cũng ít ăn à. Cá này nó xương với lại thịt nó không được ngon lắm, cho nên sau này ta ít nuôi. Đây là cái ngó sen. Cái ngó sen là cái phần nó mọc từ cây mẹ, nó đẻ ra cây con. Giống như dây gốm vậy đó. Nếu mà người là ta gọi là dây gốm. Dây gốm, à. Dây gốm vậy? Ta kêu một dây gốm em ơi, ở quê ta kêu một dây gốm. Em ở quê chứ đâu. Dây gốm. Đó, đây nó là mọc lên cái cây con đây. Lá nè. Có rễ nè. Thấy lá không? Cái lá nè. Ối này mình trồng được không? Được. Mà nó héo rồi trồng gì, cái rễ nó héo rồi. Cái này cái lá non này nó lên chút xíu nó xanh xanh chút xíu nữa đó, là mình gói giống như rau ghém mình ăn ngon lắm. Được hả? Rồi cá lóc đồng á. Cá lóc đồng mà nướng mà xong rồi gói này nè, ta lấy cái lá này non này nè, mà nó nhú lên khỏi mặt nước, vừa lên mặt nước à. Thì ở dưới đất dưới sình á, dưới gốc nó mọc từ nó đẻ nhánh ra đó, đẻ con ra đó. Mốt mình móc có chuối ăn. Ờ nói chứ chuối dài dài cặp hàng gào 3 cái củ chuối hả má hai. Em thấy lội củ lên nhóc kìa. Cái bụi nó hơi ngàn vàng vàng trơn rồi. Lúc này là lúc đang củ nè. Ờ. Lúc lại là đang củ á. Cái dừa nó nạo rất là ngon. Cái này nó muốn bị Trang ăn rồi. Cái này mình nấu bằng 2 trái dừa với lại miếng nước. Hãy
Rồi như vậy là cá nó mất tiêu hết rồi. Sau một lúc đi lên thì cá nó mất hết rồi, chỉ còn nước với cà với gốc hành thôi. Trên chứ là cá nó chín rồi, vớt ra đây thôi một chút là nó bị gã hết. Chút xíu mình ăn, mình bắt lên rồi mình bỏ vô. Dịch kho gừng đó. Vậy vậy uống vậy đỏ, uống dòng đỏ môi đỏ, mày uống dòng đỏ luôn hả? Có bay như dòng đỏ không hả? Có bay như dòng đỏ không? Dòng đỏ nó bay, quảng cáo dòng đỏ nó bay đó, uống xong rồi bay luôn. Cha có làm không? Mình ăn là mình phải phụ đúng không? Mình không làm việc lớn được thì mình làm việc nhỏ, dọn chén bới cơm. Giờ mình bắt cái này lên trên cái bếp ga cho nó nóng rồi mình về với bếp cồn ăn. Giờ cà chua mình bỏ nãy ăn mớ rồi, giờ bỏ thêm mớ nữa. Rồi. Rồi như thôi, hồi ăn hết bỏ tiếp. Rồi mời cả nhà dùng cơm. Cái cháu luôn vậy mà không cắn. Cơm đi, cơm để ôm cắn đi. Ngọc cơm chưa Ngọc? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Ăn nữa không? Thế vậy vẽ ra rồi nhúng ra. Hoặc là cái nào đó rồi nhúng vô khứa thôi. Chứ nó gã rồi. Mọi ngắm mà nó về nó về con cá to dữ trời, cá hàng ba ký, ba ký mà con cá này ăn ngon hơn con cá gô hu vậy hả mua nè. Cá gô ngu mà con cá nó tinh dịnh nè, ăn cá này ngon nè, cá gì chấm cỏ mà dám. Cá này thịt béo ngon. Thì cái chim thịt ngon hơn cái chấm cỏ mà. Cá này chim trắng hay chim đen vậy? Chim đen. Chén liền rồi.
Này chi nhỏ nhăn nhăn nhăn. Nào ăn được bỏ. Nghe đúng không? Nút bạn con á. Bất cờ của bạn nút. Bạn nút phải lớn, phải cao như. Cái này bự không có xương. Út hai chết bạn nhỏ nhỏ được không? Đâu thử miếng chén nhặt ghế rồi. Ăn vợ. Ăn miếng rồi. Ngay luôn. Vừa nấu vừa ăn á cưng. Quá trời. Nấu nước nấu nước dừa mà vừa vừa dặn vừa nấu á, vừa dặn ra cái nồi vừa nấu. Ngày xưa nấu ăn đâu giờ nó ngon quá trời đâu. Thì ngày xưa người ta nuôi nhiều, người ta ăn nhiều, bây giờ người ta mới không ăn á. Đúng không? Con bì nước ớt cũng ngon. Xưa nhớ cái con này là cái gì á? Xương không à? Nè, mở đi. Rồi. Đi. Xưa ta nuôi cá này người ta đồn nó là con cá piranha. Nha gì của Amazon đó, cái dòng họ của nó đó. Tại nó bự đó cơ. Cái chim trắng cái da nó ngoài trắng hơn. Trắng. Ăn không? Có ăn được cậu giải không? Hả? Cậu giải không? Có chứ. Nó nhiều lắm giờ đâu ăn. Cá này thịt béo ngon không? Mà nó rẻ nữa. Bán có rồi 100 ngàn ký rồi. Cái đó là nữa hả? Đâu nướng rồi lớp ra ngoài hàng á. Cái con cá là 1 ký, cái này bán 1 ký. Bữa ra ngoài thăm thiết á. Ký 200 ngàn. Còn lớn rồi, nó cái lắm sống cái lộ thở oxy mà 200 ký buồn cá đó 2 ký mấy bố giờ đâu phải 200 ngàn nó chế biến luôn kiếm thấp á mà sao á ở đây cái dân của mình á làm niêm miếng nó ngon có lãi đồ tươi đồ sống ngon thiệt nhưng mà biết gì không cái niêm dở dở rồi không phải là dở là không phải là công việc của mình. Mình nấu thì mình nêm theo khẩu vị của mình, người ta nấu theo khẩu vị người ta. Còn mình nấu theo mình ngon chứ người ta cũng không ngon. Cái gì đó. Để theo cái vườn điện. Ở đây mẹ anh đi hướng với Sóc Trăng là em ăn ở khác rồi. Nếu mà muốn nó nấu mà không có phải khẩu vị khác đó. Giỡn một món rồi, nướng tươi. Ai nấu cũng ai nấu cũng giống thịt nhà mà nướng tươi rồi. Cá nướng vô đây cho nóng em. Ôi trời, nướng dễ nướng dễ nướng dễ xem đa không có uống được gì chỗ á này rau cần đúng không? Cần thì nó rau cần thì nó thơm thơm cà chua thì chua chua. Bữa nay mình ăn cái này nó có cái rau lạ, rau này ăn canh chua rau nhúc. Hai ăn miếng hả? Ăn rẻ không miếng cá nữa hả? Bữa chị Năm cũng mua đó, chị mua về chị chiên chỉ nướng rồi đó, cái trời ơi đó giờ ông ăn nó ngon quá trời. Nấu cái này lạt lạt chua chua ăn nó không ngán. Nó hàm răng cá nhìn ghê lắm. Cái cắn con lủng có xương nó luôn á. Trời ơi giúp bảy một giá thôi. Nhìn cái răng đó mà nó đóng ke luôn á. Ăn đậu vàng vàng luôn á. Dám cái hàm răng của mình nó đáng con này chắc con cá bia nha quá.
dòng họ có đậu bình thường. Nó dòng họ chứ. Nó một số nào không phải. Nó không đi ăn giống như con cá mè dảnh mè Vinh đồ á cũng dòng họ đó, hiểu không? Chứ không nó giống giống nhau chứ không phải là cái loại đó. Cái loại nó nhỏ nó không mập gì. Dòng họ mà cá đó thấy nhỏ mà. Xương nhặn đâu mà. Mấy con đó nó hung nhặn. Cho hủ thức ăn ngậm vào để không nhá. Vừa chút nước vô á, ướt lên nó chua dầm dầm như nướng ăn chua nữa dầm dầm thì nó nát ra nó chua. Rồi video tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.